Tối qua, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Chương trình diễn ra sôi nổi với 10 tiết mục ca múa nhạc do 150 thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Hưng Yên và câu lạc bộ nghệ thuật Măng Non thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Nổi bật là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đổi mới như Em là mầm non của Đảng, Đất nước lời ru, Bác Hồ của em, Tiếng chim trong vườn Bác, Vui hội mùa nhãn. Qua chương trình giáo dục truyền thống, lòng yêu nước thể hiện niềm vui tươi, rộn ràng của lớp lớp thiếu nhi Hưng Yên với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự dìu dắt của các cấp bộ đoàn.